Khi mà mọi người đến Hà Nội thì một trong những thức uống được nhiều người biết đến đó là cà phê trứng. Trải qua một thời gian phát triển của văn hóa, cà phê trứng nó đã có nhiều các cái phiên bản khác nhau. Khi mà cái mùa trung thu đến, bỗng nhiên ý tưởng là một chiếc bánh trung thu khác biệt mà vẫn có thể hòa quyện tôn lên những cái hương vị của chiếc bánh trung thu đấy. Em muốn tìm một cái hương vị nào đấy nó khác biệt. Tình cờ em biết đến được Johnny Walker Isa. Cá nhân em rất là ngạc nhiên bởi vì hương vị đọng lại trong vòm họng nó rất là ngọt, có một chút vanilla, một chút mật ong. Đấy sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời với cà phê và chocolate trong chiếc bánh trung thu của em.